Hello anh em, hôm nay lang thang nhặt được cốt liên kết mới để nhận thưởng nên mình xe cho anh em. Đợi tiền thưởng sự kiện nhà sáng tạo mà đến nay không biết bao nhiêu thời gian rồi mà nó toàn hứa hẹn và trì hoãn thanh toán cho mình thôi anh em ạ. À. Dù sao thì tìm được gì tốt vẫn không quên chia sẻ cho anh em, anh em làm như trên video của mình nhập cốt vào giống như mình nhập là nhận được phần quà nhé. Có giới hạn thời gian nên anh em nhập sớm vào hình như trong vòng một tuần thôi thì phải, quà nhận được sẽ là ngẫu nhiên thì phải. Như mình thì nhận được set đồ ba anh em nhận được gì thì chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé.